Em là Đỗ Văn Tùng và hiện tại em đang ở Lệ Tân khách sạn. Trước đây thì răng của mình bị tình trạng là khớp cắn ngược hay còn gọi là bị móm ấy. Thứ nhất là về thẩm mỹ, thứ hai là về ăn nhai, nó cũng gây cho mình rất là nhiều cản trở. Và chính vì lý do đấy dẫn đến mình đi niềng răng. Có cân nhắc ạ. Trước khi niềng răng thì mình sợ lắm. Thứ nhất là sợ về nó, tại vì nó là cả một quá trình mà. Sau khoảng 2 đến 3 năm mà mình làm xong rồi không thành công. Đấy cũng là một điều rất cân nhắc. Cân nhắc thứ hai là mình chọn nha khoa không tin cậy uy tín, sau 2 năm của mình coi như bằng không. Và điều mà mình quyết định đi niềng răng đấy, thứ nhất là về thẩm mỹ, thứ hai về sức khỏe sau này. Niềng răng mắc cài thì thứ nhất là quan trọng về tối ưu về chi phí, nó rẻ. Thứ hai là về quá trình thì nó cũng nhanh nữa. Athena thì mình biết tình cờ qua Facebook. Lý do mà chọn Athena thì thứ nhất là về đội ngũ bác sĩ, tay nghề cao. Cái thứ hai là về trang thiết bị hiện đại, sạch sẽ, khang trang. Về thứ ba là thì mình thấy là giá cả ở đây rất là hợp lý, không có điều gì cả. Sau suốt quá trình hơn 2 năm, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Chắc kỷ niệm vui nhất là cái khoảng thời gian mà được tháo mắc cài sau hơn 2 năm chờ đợi. Trong quá trình về gặp khó khăn nhất thì chắc là có thể là từ 3 đến 6 tháng đầu. Lúc đấy mình làm quen mắc cài thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu một chút. Nhưng sau đấy thì rồi cũng quen, thấy bình thường. Trong khoảng 6 tháng đầu thì mình có bị ho má một chút. Sau đấy thì quen rồi thì mình chế độ ăn uống của mình cũng quay trở lại bình thường. Thì cũng bình thường. Bác sĩ ấn tượng nhất chắc là bác sĩ Hà. Bác sĩ Trà. Chắc 10 trên 10. Viện Công nghệ Nga Khoa Thẩm mỹ Athena hướng tới thương hiệu quốc gia.